Hi, chào tất cả các bạn. Chào các bạn đến với Trung Ngân TV. Trước khi vào video thì mình xin giới thiệu tổng quan qua về cái nội dung của video này các bạn nhé. Để các bạn xem là đỡ bị nhàm chán ấy. Thứ nhất ấy là mình làm video này là muốn giới thiệu cho các bạn xem về cái một đám cưới ở vùng quê mình, Đồng Luận, Thanh Trì, Phú Thọ các bạn. Để xem nó có giống hay khác gì so với quê hương của các bạn không nhé. Chắc chắn thì nó cũng nhiều nơi giống, nhiều nơi cũng khác. Nhưng mà cái mà khác nó là về cái đồ ăn, thức uống ở từng nơi sẽ khác nhau các bạn. Đấy là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một số món đặc trưng riêng ở đám cưới ở quê mình các bạn. Cái mục tiêu thứ hai là mình sẽ dành tặng cái video này cho anh, là cho chú rể đấy, anh họ mình. Đấy, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Thì toàn buồn buồn thì lại vào xem lại để ôn lại kỷ niệm thôi. Ok, đấy là hai cái mục tiêu chính mà mình làm video này. Các bạn muốn xem cái mục nào thì cái mục phần giới thiệu về cái phong tục và đồ ăn thức uống thì nó ở phần đầu thôi, còn tất cả phần sau là về cái phần tổ chức đám cưới. Đấy, các bạn mà thấy dài quá thì các bạn có thể tua rất là dài đấy, vì gộp hai ngày cưới mình gộp lại trong vòng có nó hơn tiếng này thôi là rút ngắn hết cỡ rồi, lọc lược bỏ rất nhiều video rồi đấy. Ok, đây mời các bạn tiếp tục xem nhá. Ok, đã bày lên nữa các bạn. Hiện tại thì đây đang có bánh dày các bạn, dưa hấu này. Đây là món nộm truyền thống ở quê mình nhá. Hầu như cô nào cũng có một đĩa nộm này. Đó, có gói lạc này. Tất cả cái này mình bóc ra mình trộn lẫn nhau, đổ nước này trộn đều lên là rất là ngon. Thịt gà. Tôm này, giò này, xôi rồi. Thì hiện tại là những món này làm trước và để được lâu thì sẽ làm trước, còn thì hiện tại bếp với các món xào nấu thì vẫn đang làm đấy các bạn. Đây còn dạp bên này nữa. Đó. Chiều nay là tổng bao nhiêu mâm anh Quý? 60 mâm đấy. Đây, bên các bà bên nhà bếp. Ở quê mình tất cả đều tự nấu, không phải thuê nhà bếp đâu các bạn. Đây là đội ngũ làm giúp rất là đông. Quay đi. Cho quay quê mình các bác. Vâng, quay những cái món đồ ăn thức uống của mình, truyền thống quê mình, làm đám cưới như thế nào. Đây, chả nướng đã xong rồi. Đây là làm nộm đấy các bạn. Đây. Mày quay làm gì mấy cái món này? Món này đúng là quê mình, đi chỗ khác làm gì có. Món này là món đặc trưng ở quê mình luôn ấy. Có nào? Rất nhiều các thứ các bạn trộn vào nhau, nộm ăn rất là ngon nhá. Đây này, tay bỏ tay nhá. Đã xong rồi. Rất là nhộn nhịp các bạn. Trong này thì đang băm gà đây. Rồi xong rồi lại. Ủa, đồng thế. Đây lốt 3 đứa là 60, 3 đứa là 60. 3 đứa này nó là tròn 60. Băm gà rất là đông đảo. 3 con này nó hết ra đủ sẵn luôn đấy. Ok, giờ ra xem đội nướng nhá, cái xong chưa? Giới thiệu các bạn, đây là quả nắc này này. Bươm Nhật. Đấy, nhiều chỗ là không có đâu, ở quê mình thì trồng rất là nhiều nhá các bạn. Đây, bươm Nhật. Đây là cạo mất vỏ rồi, cái vỏ nó còn đây.
Yên tâm là ở đây sẽ được lên TV hết. Còn này luộc ăn thì ngon thôi rồi các bạn, mùa hè rất là ăn rất là mát luôn. Rồi. Bán đi mà bán. Không mà bán. Đây là giới thiệu đặc sản ở quê mình thôi. Đây, ra đội ngũ xiên chả và nướng chả. Ui, ngon quá. Đây, đội ngũ xiên chả rất là đông đảo luôn. Xiên chả đây không phải quay đâu. Mày quay để mày ấy để. Chuẩn rồi chú ạ. Đấy, chả xiên quê mình đấy các bạn nhá. Về nóng như này bóc ra thì ăn ngon thôi rồi luôn. Cháu thử miếng nhá. Đúng rồi, vừa xương xong ăn ngon. Quay phải mất tiền đấy. Bao nhiêu? Giả luôn tiền. Đây là chú Hảo, chuyên gia quay nướng thịt ở đất Đồng Loạn mình này, nổi tiếng này. Hả? Quay ngon nổi tiếng luôn rồi. Ok, vào nhà xem còn cái gì nữa. Vâng. Ok. Đây là đang pha nước chấm. Đây là su su khô hả? Đây là su su đúng không? Đây quê mình có cái món là su su là phơi khô các bạn. Hiện tại đang ngâm đang ướp cho nó nở ra và tí nữa xào. Này ghi số luôn à? Phải ghi biển số xe gì? Mà cái bút nữa. Thì bây giờ lấy bút nữa. Đấy, đây là cái món su su tí xào với mộc nhĩ ớt này. Rất là... đang review cho đám cưới cho chú rể đây các bạn. Đó, rất đẹp trai luôn, phong độ luôn. Đây, ảnh chính thức cô dâu chú rể đây các bạn.
Đây các bạn, vừa nãy mình quay cái món su su khô ở quê mình. Đây mình phơi, vừa nãy ngâm cho nó bở nở ra, bây giờ vắt khô đây. Giờ là xào mộng nhi đây. Nấm sản đây. Không phải ở đâu cũng có đâu. Rất là ngon luôn. Đâu quay món ăn thôi. Còn cái này là gọi là su su khô thập cẩm. Nhưng mà cái này nhiều. À cái này mới xào nó là ấy rồi, xong ký đấy. Cái này nó xào xong xong. Cái kia là được rồi, đã lên nữa. À, kia xào đây xong lại chuyển sang kia. À đây bắt đầu mình cho mộc nhĩ với lại cà rốt vào sau. Thế mà bên này màu nó khác. Quả su su chắc là ai cũng biết rồi. Nhưng mà su su khô này không phải chỗ nào cũng có. Đúng rồi, quả su su khô này không phải ở đâu cũng có. Món ăn hơi bị ngon đấy. Đó các bạn. Đây, lắc này vẫn tiếp tục luộc cho... Chiều nay là 60 mâm bà chị nhỉ? Đấy, chiều nay 60 mâm đấy các bạn. Đang quay luôn đấy. Đào đưa chụp ảnh nào. Đâu các bác nhìn đây cả một già. Ôi giời. Đây là ban tiếp khách. Gồm mẹ chú rể và dì. Khách khứa đang đến rất đông rồi các bạn. Đây, khách bắt đầu sang để chuẩn bị vào mâm rồi các bạn. Vâng. Bảnh là gì, ăn thua gì? Chưa là gì cả. Đây, mọi người dân làng đang đi bộ đến rất là đông đấy. Đi như chảy hội luôn. Đi đằng kia luôn. Đây các bạn, ngồi đã gần phun hết các mâm rồi. Rất đông luôn. Ở trong nhà nữa. Để ăn cả bên ngoài đấy. Còn một dãy bên này nữa. Còn mâm thanh niên ở mình đây thì cứ phải tầm ít nhất phải 5-6 giờ. Có khi 7 giờ tối vẫn ngồi mâm thanh niên. Còn giờ đây chỉ là người dân để làng đến thôi. Và mâm thanh niên xóm bắt đầu ngồi rồi các bạn. Mâm cỗ đầy đủ. Rồi thì em vào bây giờ. Để xin phép quay video một chút. Đấy, ở quê mình sẽ có bao nhiêu món đấy các bạn. Có... Đây là
trứng lộn này. Đó. Cứ xem đủ chỗ thì ngồi thôi. Đang. Đấy các bạn, những món nộm ở chỗ mình đấy. Xem cô em nó trộn cho mọi người cùng ăn đây. Bọc thì màu sắc rất là đẹp. Đấy, bây giờ rắc thêm lạc vào nữa rồi trộn đều lên là ăn được. Hầu như cái món đấy thì hầu như hết đầu tiên. Kéo nhá. Ngày xưa anh trộn bữa suốt mà. Dạ. Trộn bữa rồi mà. Cầm cả cái bánh này luôn mà. Mày vẫn đang học à? Đang học rồi. Rồi. À, đang học. 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 Cho chai rượu ra kìa. Đó, xong rồi, rồi. Đây, đó, xong đây. Món nộm huyền thoại. Bao nhiêu năm trời tất cả phố ở đây đều có món nộm đấy. Ăn rất là ngon luôn. À, anh em mình làm chén nước ngọt nhỉ? Đó. Đó, muốn nước ngọt à? Ô, một đống này. Đây sau anh luôn này, nước ngọt đây. Đấy, với luôn. À, xuống sang ra đi. Ok các bạn, chắc giờ mình cũng phải chuẩn bị vào ngồi đây. Rồi chào các bạn nha. Có gì mình sẽ tiếp tục. Đây các bạn, mình bắt đầu ngồi vào mâm rồi. Để thử cái món nộm này luôn này. Nộm chua ngọt cay cay. Cái này là ăn kiểu này giòn ngon lắm. Ăn chưa có rau, ăn chưa ngon. Ờ cái rau ăn chưa ăn ngon. Đây thử su su khô xào. Mồng nhĩ này, giò ấy này. Thôi nhưng mời vẫn hết. Đó thằng nào thôi đứng dậy. Thôi đứng dậy. Ăn giòn giòn sạch luôn. Đây, tôi nói là đặc sản tiếp theo món lắc này này. Đặc sản mùa hè ăn cái này mát thôi rồi luôn. Nếu có nó làm rồi thì chấm mắm bình thường thôi. Thiên đấy. Nướng quay là ngon nhất. Chả thích cái gì bây giờ ăn về nhà riêng mát. Mẹ tươi ăn rất là ngọt và mát luôn. Thôi. Đây ăn cỗ ở quê mình nó chỉ có như này thôi các bạn. Một số món chính thì có thể thay đổi nhưng mà một đời có một những cái đặc trưng ở quê. Đây. Làm nước gà, dùng nước mắm chuẩn ấy, gà ta nhiều chỗ gà cái da nó rất là vàng, gà kiểu gà nuôi kiểu công nghiệp da nó vàng vàng khe luôn ấy. Gà này là gà chạy Yên Kinh đấy. Không phải chạy đồi đâu, bắt trên đồi này. Gà Phú Thọ đấy. Vặn cái lông gì nó cứ nhăn nhúm rồi, gà Yên Kinh mà như kiểu gà chọi. Ok thôi mình xin phép mình ăn đó các bạn. Đã đến tối rồi các bạn. Đã chủ
chú rể, quay chú rể nhảy rất là nhiệt tình luôn. Đúng rồi, lấy được vợ ở khác. Lặng lẽ khi đêm hè xa, chợt mưa lắng trong tim, mai cũng đã buồn xa. Rồi em cất bước ra đi về lâu, còn nhớ đến những lời yêu mà ta đã trao nhau. Hiện giờ đang 5 giờ sáng đây. Chuẩn bị đi đón dâu. Không nghe nhỉ. Bây giờ rồi. Ôi làm bây giờ này mới sang rồi đấy. Thế bà thay đồ đi. Nào lên đường thôi. Nay đi đón dâu ở Mê Linh các bạn, Mê Linh Hà Nội.
5 giờ sáng chúng ta sẽ lên đường thôi. Ok. Này được đội thanh niên đi đồng phết đi. Lên. À, hiện tại sắp đến rồi các bạn ạ. Còn khoảng mấy trăm mét nữa thôi. Thì lý do là đi rất là xa nên là nhà trai đã đặt cháp ở đây luôn. Rồi bê vào cho nó tiện các bạn. Chứ bê từ nhà đi rất là xa. Thì đến đây thì hôm nay ở chỗ mình là ăn hỏi gộp với đám cưới. Ăn hỏi trước thì xong mình đi đón dâu luôn. Chứ không phải là hôm nay ăn hỏi đâu nha các bạn nhé. Ngả ngả cái ghế cho đấy ra. Thanh ơi, ngả cái ghế ra mà để đấy ghế đấy. Không ngả ra để cậu xuống đi để lấy chỗ để. Dưới này còn đầy chỗ. Ghế sau này còn trống. Ai à, còn xe tải nữa. Hết chưa? Ok, giờ tiếp tục đi vào. Đây, hiện tại gần đến nhưng mà do ngõ rất là nhỏ nên tất cả phải xuống đi bộ các bạn. Hai thằng đỡ cho nhau. Ơi, sát luôn cái ý đi. Chịu biết chắc. Đứa nào đây? 50 đứa khẩn trương trong. Khẩn trương đi. Ấy riêng đi, còn mấy cái cơ mà. Tăng Hiệp nó sợ động vào cháp nó không liếc vào. Người ta bê cháp để người ta lấy duyên. Mình sợ mất duyên. Bị lại em vào đúng đường. Đường làng ngõ nhỏ quá. Phải đi bộ vào mấy trăm mét này. Đây lên Trung Nguyên TV cái là sẽ nhìn thấy tận mặt. Đây đội nhà trai chuẩn bị tiến vào nhà gái đây. Chủ câu đây anh nào mấy chủ câu này đây này đâu không về toàn là người rồi về toàn là mình rồi. Hiện tại đoàn bê cháp đang tiến vào trong nhà gái. Hôm nay đi lên một đoạn là có cái chỗ gửi con xe to đấy cho mình đi ấy. Anh ấy đứng ở đấy. Xe 29 chỗ đấy. Đến với cái bụi tre có thấy xe đâm vào đấy. Bên tay trái. Gửi bên tay trái. Ngay đường ấy cứ đi về đấy hỏi đi. Tại vì cái này không như ở đây. Hỏi lọt xe vào. Cái kia là phải xong. Đấy, cái phải đoàn rồi các ông cũng phải. Thôi, hôm nay làm hợp rồi. Có
đây là hiện tại là đang lễ ăn hỏi trước các bạn. Xong ăn hỏi xong thì mới làm lễ đón dâu. Hiện tại thì lễ hỏi đã xong thì người gái đang tiến ra ngoài để chụp ảnh. Bay ở đây không bẩn này. Khoanh tay cho nam tính. Tí đoạn xe váy thì mời sau nhỉ. Đúng rồi, mời đi mời luôn nhà trai kìa. Đấy ạ. Đấy ạ, đây ạ, đây ạ. Đấy ạ. Mọi người đứng xe đẽ kìa. Anh chẳng sẵn sàng sau này. Đây, đứng sau này một trai một gái. Sao em lại một kiểu nữa nhá.
Anh ơi, đứng xem vài tí nữa đi. Cả nhà đây nhá. Được rồi, để tay lên đi. Tất cả để tay lên đi nào. Nhà đây nhá, cực kỳ lắm này. Cả nhà tươi lên nào. Ok. Là đang 10 giờ kém 10. Chỉ còn anh khoảng 300 mét nữa là về đến nhà trai rồi. Đông Trung Thịnh chơi đấy. Bạn gái vừa đi qua sông rồi. Vừa mới ra Tết đấy. Nhảy sông à? Nhảy sông ấy. Nó phóng một phát xe máy như vậy 7-8 thằng. Đông Trung Thịnh nó dồn. Đến rồi các bạn ơi, giờ xuống xe thôi. Vui ơi. Cậu uống rượu thì vào đây à? Cậu xuống xe là mình sẽ quay bằng lấy cam đây các bạn. Ok.
kính thưa toàn thể các cô chú, các bạn trân trọng và kính mến. Và ngay sau khi chúng ta đã ổn định chiếc hội rồi thì sau đây cho phép các bạn tổ chức xin được tiến hành buổi lễ thỉnh hôn của chú rể Hữu Khánh Sánh Dương cùng cô giáo Thu Hiền trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Xin được vui lòng chào đón toàn thể quý vị khách quý, các cô các bà cô dì chú bác, chúng ta đã có mặt tại gia đình ông bà Khai Việt để long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn của chú rể Hữu Khánh Sánh Dương cùng cô dâu Thu Hiền trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Thế Anh xin được thay mặt cho gia đình và ban tổ chức xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời đầu tiên, đó chính là lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, quả thật là ngày hôm qua cái thủ hồn bay đi một nhà, báo tin vui cho khắp mọi gia đình. Và để rồi ngày hôm nay, một chút nắng, một chút gió và một chút mưa đường đã đưa tất cả toàn thể quý vị chúng ta trở lại dưới mảnh đất đồng bằng biên giới để cùng nhau chứng kiến câu chuyện tình trang năm của bôn trai tài gái sắc, chú rể Hữu Khánh, cô dâu Thu Hiền trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Chính vì vậy mà chúng ta có thể nói rằng hôm nay sơ mộng trước mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng những lời phát biểu giao dâu và nhận rể của hai bác chủ đoàn đại diện bên phía họ đàn trai họ đàn gái xin được trân trọng kính mời. Để chúc cho hai bạn từ nay một nhà và ngay lúc này xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trả lời cô dâu nhà để cùng thắp nén hương kính lên gia tiên. Xin được trân trọng kính mời. Cùng với cô dâu Thu Hiền bằng một tràng pháo tay từ toàn thể chúng ta. Kính thưa toàn thể quý vị đang hiện diện trước sân khấu ngày vui hạnh phúc hôm nay, đây là đôi trai tài gái sắc, đôi nương đẹp nhất lộng lẫy nhất trong ngày vui hôm nay. Vâng, hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày mà ông Tư và bà Nguyệt đã kết duyên cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Đời công nhân dành cho những gì tốt đẹp nhất, cao cả nhất, không bao giờ được thay. Vậy ngay lúc này xin mời toàn thể quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật to, thật giòn để cô dâu và chú rể sẽ trao nhau gặp nhất tình yêu. Xin mời. Vòng tay cờ hôn tình yêu của em. Thank you.
lúc này trên sân khấu cô dâu và chú rể muốn gửi tặng nụ hôn ngọt ngào nhất của mình tới toàn thể quý vị có đồng ý không ạ? Vâng ạ. Kính thưa toàn thể quý vị và kính thưa chú rể, cô dâu thân mến, trong ngày lễ thành hôn, ngày lễ hợp hôn, ngày lễ nào cũng phải có tờ hôn đúng không ạ? Mình viên mãn. Và ngày hôm nay dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị, cô dâu và chú rể có thể gửi tặng nụ hôn lãng mạn nhất của mình dành cho nhau được không ạ? Thành hôn, đây là thực hôn. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ quay mặt vào với nhau đi ạ. Xin mời cô dâu ôm em chú rể. Chú rể ôm em cô dâu đi ạ. Vâng. Và mong rằng chú rể của cô dâu sẽ hàn tâm với em xin nhé. Và toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến từ 3 đến 1 cho cô dâu và chú rể hôn nhau ra. Chứng kiến một đồ rất là ngọt ngào của cô dâu và chú rể dành cho nhau đúng không ạ? Và ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể sẽ trở ra bên bàn số 1 để cùng nhau cắt bánh gato trong ngày vui hạnh phúc này. Xin được chúc mừng quý mời. Kính thưa toàn thể quý vị, ba cặp bánh gato đẹp nhất của cô dâu và chú rể hôm nay thể hiện sự đồng lòng. Họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc đời này và cùng nhau hướng tới một đỉnh cao của hạnh phúc. Và từ đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng cắt những tấm bánh thấp nhất đến tấm bánh cao nhất. Cây lên những mũi cuốn đường, cùng cây mũi mặn xin đừng hôn nhau. Bánh này xuất sáng ngoài hồng, tựa như sân sức giữa mình với ta. Bánh này xuất hiện cất ra, sáng như trần sáng giữa ta với mình. Và một tràng vào tay từ toàn thể quý vị. Xin mời ông bà hãy nắm tay nhau thật chặt, trở lên sân khấu để cô dâu và chú rể mời lên ông bà đi dự hiếu cho ngày vui hạnh phúc hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời. Bắt đầu.
tôi xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện bên phía hội là trai hội là gái, xin mời hai bác trở ra sân khấu ạ. Xin mời quý đồng và chú rể sẽ bao xin chào lên mời hai bác trưởng đoàn đại diện hội là trai hội là gái. Chúng ta đơn giản hạnh phúc hôm nay là đại gia đình hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Và ngày lúc này là lúc của chúng ta được đúng bước rồi đúng không ạ? Và xin mời chân đọc đúng mời cô dâu và chú rể cùng các bạn đúng mẹ của chú rể xin mời cùng các bạn cùng đúng như ạ. Để chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong ngày vui hôm nay, xin mời chân đọc đúng mời. Em nghe đi bảo anh Trung anh đang làm đám cưới. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện của phía gia đình hội là trai hoặc gái ạ. Xin mời hai bác hãy lắng lại sân khấu và cùng dành cho nhau một cái nắm tay thật chặt để kết tình chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời một tràng pháo tay của toàn thể quý vị đó ạ. Tôi xin được cảm ơn hai xin trọng kính mời hai bác lại xin trở lại với bạn đến dự của mình ạ. Một kính thưa tất cả quý vị là vào ngày hôm nay ngày vui ngày hạnh phúc thì là bố mẹ của chú rể cũng sẽ có món quà để tặng cho hai con của mình trong ngày vui này. Lòng mẹ bao la như miền Thái Bình. Con chào mẹ đã trở. Cùng đây chính thức tôi đã về nhà. Tình mẹ ta thiêng như dòng suối hiền. Cùng đây chính thức tôi đã về nhà. Lòng mẹ em mãi như đầu lúa chiều. Bắt đầu chúng ta sẽ được chúng ta đến mời chị và chú rể ạ. Chúng ta sẽ đến mời chị và chú rể ạ. Để chúng ta cho hai em ở mình sau ngày hôm nay ạ. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ âu yếm như hàng gió đùa mặn nồng. Lời mẹ mát bóng hết như sao diều dần dần. Cùng tiếng hát trẻ thơ thương con thao thức bao đêm trường con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện bên phía hội trai hội gái, xin mời hai bác trở ra sân khấu ạ. Xin mời quý dâu và chú rể sẽ lên mời hai bác trưởng đoàn đại diện hội trai hội gái ạ. Đại gia đình hạnh phúc của quý dâu và chú rể. Và ngày lúc này là lúc của chúng ta được đúng bước rồi, đúng không ạ? Và xin mời chân đọc kính mời quý dâu và chú rể cùng các bạn bố mẹ của chú rể xin mời cùng các bạn cùng đứng lên ạ. Để chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong ngày vui hôm nay, xin được chân đọc kính mời. Em nghe đi bảo ơi, Trung đang làm xem cưới. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện phía gia đình hội nhà trai hội gái ạ. Xin mời hai bác hãy lắng lại sân khấu và cùng dành cho nhau một cái nắm tay thật chặt để kết tình chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời một tràng pháo tay của toàn thể quý vị đó ạ. Em xin được cảm ơn trân trọng kính mời hai bác lại xin trở lại với bạn đến dự của mình ạ. Một kính thưa toàn thể quý vị là vào ngày hôm nay ngày vui ngày hạnh phúc thì bố mẹ của chú rể cũng sẽ có món quà để tặng cho hai con của mình trong ngày vui này. Lòng mẹ bao la như miền Thái Bình. Con chào mẹ đã sinh ra. Cùng đây chính thức tôi đã về nhà. Tình mẹ ta thiêng như dòng suối hiền. Cùng đây chính thức tôi đã về nhà. Lòng mẹ em mãi như đầu lúa chiều. Bắt đầu đến hôm nay chúng ta đứng mời chị gửi chị về ạ. Chị gửi chị đứng dậy có phát quà để lên xa cho hai và mình sau ngày hôm nay ạ. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ âu yếm như làn gió đùa mặn nồng. Lời mẹ mát mong hết như sao diều dần dần. Cùng tiếng hát trẻ thơ thương con tháo thương bao đêm trường con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. We'll be right back.
đưa anh em tin vẫn giữ quá đông như lá xanh trên con đường về còn nghe lòng đã nguyên mơ còn ôm em trong tay anh nghe thì thào nếu đời là một giấc chiêm bao em anh muốn yêu em đằng sau em anh đã thương em từ lâu em anh muốn yêu em dài lâu yêu em cho đến tim tôi người nhầm cho thế thù là một sinh yêu em cho đến khi ông thôi vàng vần tình yêu là lời chung với đôi. Rượu say hết rồi các bạn à, đám cưới hôm nay đã kết thúc phần nào là xong rồi à, tất cả phòng bạc đám cưới đã thu dọn là xong rồi, ăn uống là xong rồi, khách cưới đang ngồi uống nước luôn. Đây đồ nhà bếp mắt xích không thể thiếu được, rất đông đảo phục vụ đồng băng đĩa rất là nhiều vậy. Em video mình đến đây mình kết thúc rồi các bạn. Em đã xong đám cưới rồi, chiều nay mình lại tiếp tục về Hà Nội nhá. Để các bạn nào qua thì alo cho mình đấy. Chào tất cả các bạn. Hiện giờ thì khoảng 4 rưỡi chiều, hai vợ chồng mình bắt đầu lên xe đi Hà Nội đây. Giờ thì đang ở trên cầu Đồng Quang đây rồi. Qua cầu này là thuộc đất Hà Nội rồi. Đây là nhà mình thì ngay bên này cầu. Đây núi hôm nay trời quang mây hơn thì núi Ba Vì đây các bạn, nhưng mà chưa nhìn thấy mấy cái đỉnh kia. Nhìn nó đỉnh thấp nhất kia rồi. Còn đỉnh trên cao này rất là hiện thấy đây các bạn nhìn núi ấy, sông nước này rất là hùng vĩ luôn. Nước còn mấy rất là trong xanh luôn. Đấy, xóm nhà mình ở đằng đây đấy. Đây còn bên rừng bên này là khu K9 đấy. Vừa là khu di tích, khu du lịch luôn. Khu di tích lịch sử. K9. Đây là sông Đà nha các bạn nhé. Đấy, sông Đà quê mình đấy. Ok, thế là kết thúc 2 ngày. Giờ mình lại bắt đầu lên Hà Nội để làm việc tiếp đây. Giờ mình đi đây các bạn ạ, bye bye nhá. Có gì mình về quê mình sẽ khám phá thêm những cái gì hay hay để mình quay tiếp. Ok, bye bye các bạn.